Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khai kinh kệ Phật pháp rộng sâu đắc nhiệm màu, trong ngày bất cứ có thiền cầu. Con nay nghe thấy chuyên trì tụng nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Số 735. Phật thuyết tứ nguyện kinh hết dịch đời Đông Ngô. Cư sĩ Chi Khiêm, người nước Nguyệt Chi. Nghe như vậy, một thời tại nước Câu Di Na Kiệt, cùng với 500 tỳ kheo tăng an tọa quanh cội cây Ni Diên, Đức Phật nói pháp cho ngàn vạn người. Lúc đó trong thành có một trưởng giả hào quý, tài sản vô số, tên là Thuần Đà. Thuần Đà có người con mới 14 tuổi, bị bệnh nặng, không chữa khỏi, nên đã chết. Cha mẹ anh em, tôn thân nội ngoại, không ai là không yêu chuộng, nên đều khóc lóc, buồn rầu, không thể kể xiết. Bây giờ, Thuần Đà nghe Phật đã giáo hóa, tâm rất vui vẻ, bảo với vợ: nay Phật ở đây nên đến gặp Phật. Người nghe Phật nói kinh pháp, không ai là không giải thoát, trừ bỏ lo lắng hoạn nạn. Ông ta cùng với vợ con, thân tộc và người hầu cùng đi đến gặp Đức Phật làm lễ, rồi lui ra ngồi vào một bên. Trưởng giả Thuần Đà quỳ thẳng chắp tay trước mặt: thưa Phật, người ở nhân gian tích chứa tiền của, suy nghĩ lo lắng, siêng năng khổ sở, không dám ăn mặc, không biết bố thí, không biết phụng trì kinh giới, không có tôn ti. Người nào được như ý muốn, hoặc lúc mạng sống chấm dứt, cha mẹ anh em vợ con thân thuộc khóc than sầu khổ, người ấy liệm vào hòm, bỏ theo của báu, quần áo, thức ăn uống, như vậy có đối với người chết chăng? Phật bảo Thuần Đà và các đệ tử: hãy lắng nghe ta giảng nói, khéo suy nghĩ về việc đó. Thuần Đà và đám quyến thuộc cùng với đệ tử trong hội đều chấp tay một lòng lắng nghe, ghi nhận lời dạy bảo. Phật nói: người ta có bốn điều mong muốn không thể bảo vệ được. Những gì là bốn? Mong muốn thứ nhất, thân người tắm gội, trang sức, ăn uống, thọ hưởng năm dục trước đây thường được đáp ứng, sau bệnh tật ập đến không thể kéo lại được, mạng sống chấm dứt, thân thể bị chôn vùi dưới đất, thần thức không còn trong người, yêu chuộng mãi nào có ích gì. Mong muốn thứ hai, nghĩa là có tài sản, chức tước, bổng lộc, người được chúng thì rất vui, không có thì có sầu lo, bệnh tật, mạng sống chấm dứt. Cả chết đến, tất cả tài sản, vật báu, chức tước, bổng lộc còn lại ở thế gian, thần hồn bỏ đi, sầu khổ, chịu uổng công. Mong muốn thứ ba, nghĩa là có cha mẹ anh em vợ con, nội ngoại, thân tộc, bằng hữu, trí thức, ân trọng, vinh hoa, tật bệnh ùa đến, mạng sống chết đi. Tất cả những thứ kia đều không thể cứu mạng ta được, cũng không thể đi theo thần hồn. Ta chỉ có khóc lóc đưa ta đến mộ sau ngoài thành, rồi bỏ ta mau chóng trở về. Tôi có nhớ đến ta sầu khổ ưu tư không quá 10 ngày. Cả nhà thân tộc ra gá tụ họp, cùng nhau ca múa vui vẻ, ăn uống cười đùa, quên mất người chết. Dầu có cha mẹ anh em, vợ con, nội ngoại, thân thuộc, bằng hữu trí thức, cũng không thể kéo thân bạn ta trở lại, sầu thương mãi, nào có ích gì. Mong muốn thứ tư, người trong thiên hạ ít có kẻ giữ được tâm ý mình, đều phóng túng tâm ý, đắm mình đến năm dục, tham lợi, anh ghét, giận dữ, tranh giành, không tin đạo đức. Nếu đến khi thân chết hết tuổi thọ, thọ hồn đi rồi mà nghiệp vẫn luôn đeo đuổi, không thể xa rời được. Cũng như chim bay, ý theo hai cánh, ý là phần tinh thần của thân, hai cánh là hồn phách của người. Chứ không kiềm giữ tâm ý của mình, nên làm theo niệm ác, tại những tội sát sinh, trộm cắp, đạo, dâm tà, khi chết bị đọa vào địa ngục Thái Sơn, làm quỷ đói khác, tội hết đầu thai làm xuất sinh, bị người giết hại mổ xẻ. Làm người mà phóng túng tâm ý thì bị đọa vào ba đường ác. Phật bảo trưởng giả Thuần Đà và các đệ tử: các ông nên giữ gìn tâm ý ngay thẳng, tự mình suy nghĩ, biết thân chẳng phải của ta, mọi thứ tài sản hiện có cũng chẳng phải là của ta, nên suy xét cho kỹ. Tất cả cha mẹ anh em vợ con, năm loại thân tộc, bằng hữu trí thức, quan tước, bổng lộc, mong luôn mong muốn đạt được không biết đủ. Chúng có ích cho thân ta, một khi dạ bệnh chết đến, chúng không còn có ích cho thân ta, cũng không thể làm ta bỏ được dạ bệnh chết. Người không thể tự cứu để hành đạo, như chim anh vũ khi yêu mến bộ lông đuôi của mình, nên bị thọ săn bắt được. Hiền giả đã nhận biết kỹ, đó là bốn điều mong muốn, không đi theo thần hồn của ta, luôn làm ta khốn khổ mãi. Nếu nhổ được nguồn gốc của ân ái thì dứt ba đường ác, được ba đường thiện: một là không già, hai là không bệnh, ba là không chết. Giữ gìn tâm ý mình vững chắc mới có thể vượt qua được. Các đệ tử nghe kinh đều hoan hỷ làm lễ Phật.
Phật siêu niệm về khắp cả mười phương trong trời đất, muôn vật đều phải thọ nhận sầu khổ. Dân chúng đau thương, các loài chúng sinh, kể cả loài bé nhỏ bé nhất, cũng bị vô thường, không được tự tại. Thọ mạng theo tuổi trời cuối cùng, cũng quy về cái chết, hài cốt tiêu tan, vùi chôn đất sâu, tinh thần mờ mịt lên xuống năm đường, làm thiện lên cõi trời, làm ác xuống vực sâu. Phàm làm người lúc sống gây tạo những việc thiện ác, tinh thần hồn phát theo đấy mà chịu tai ương hoặc phục thiện. Lúc sống làm người hiếu thuận với cha mẹ, trung tín thờ vua, chết được sinh lên cõi trời. Như người thế gian chưa đức làm thiện, người làm quan cầu chức vị quan, đến hay là hàng công hầu, phú quý phước vui, bần tiện khổ ách, đều do tạo nghiệp thiện ác từ đời trước, làm việc chém giết tàn khốc bạo ngược, sống tạo nghiệp ác như vậy, chết phải nhận lấy tội báo rất nặng. Làm theo sự dẫn dắt của tâm mình, ắt phải đúc lấy trong điều ác. Thọa thích theo tâm về sau, tất bị tai họa. Đế vương dân chúng đều không hiểu về đạo đức, phụng dưỡng cha mẹ, làm phước phải được sống lâu, làm ác thì nghèo khổ, trộm cướp dối gạt người, mắc nợ không trả, vay mượn rồi quật luôn. Sau khi chết phải làm nô tỳ, trong ngựa hoặc làm heo lớn, bị mổ xẻ lột da, cân bán được trả nợ người. Làm người mà tham lam kêu kiệt không chịu bỏ thứ, chết làm ngạ quỷ, không được ăn mặc như kẻ đi sinh, dùng da cắt thịt nên nay phải cúi đầu xin ăn. Đây đều do nghiệp đã tạo từ đời trước. Là người tham lam, tàn ác, ngang ngược, không tin điều thiện, sát hại, trộm cướp. Làm người nữ thì dèm pha nói hai lưỡi, hoặc kẻ uống rượu tâm loạn, chết bị đọa vào địa ngục, bị đánh đập thiêu đốt thân làng con mọi độc, thống khổ vô cùng. Người có sáu điều lo, ba đường khổ, bốn điều đau đớn, Phật bốn chuyển hóa trong giấc niệm sinh tử không ngừng, nên bỏ nước bỏ vua tìm đạo giải thoát. Chưa đức nhiều năm mới được chân đạo, trí tuệ sáng tỏ thấy sông thông suốt khắp cả trời đất, biết tiếng nói và ý nghĩa của muôn người, muôn loài cầm thú, côn trùng. Phật suy niệm về sự chết của con người khi gió lớn thổi ập đến, không hẹn trước, nên cái chết ấy không biết xảy ra vào lúc nào. Vậy phải cải hóa tâm, quyết chí làm thiện chứ nghi ngờ. Phật dùng kinh đạo khuyên ra người hiền, mắt không chịu thấy, ta không chịu nghe, chỉ dốc tìm cầu ngọc lạ báu kỳ, có gì cho thân. Các người vì đạo nên tin kinh giới, giữ điều thiện, dù chết cũng không làm ác, sống đạo không mất, đức không liền, sao đạo là mất đức. Như đứa trẻ sống không có mẹ, cá ra khỏi vực sâu, người chết lại tái sinh, như tầm bị bọc trong kén, phải xuyên qua tơ mới thoát ra ngoài. Cho nên nó thần tốc một khi biến hình là đổi xác đạo thành nơi vi tế, năm giới làm căn bản, để tử nghe kinh hoan hỷ ghi nhận là dạy bảo. Đó là thọ cần phải biết đúng như thật. Thế nào là nhận biết về tưởng? Là sáu tưởng của thân, nhãn xúc sinh ra tưởng, nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc sinh ra tưởng. Như vậy là sáu tưởng. Thế nào là nhận biết về tập của tưởng? Tập của xúc là tập của tưởng. Như vậy nhận biết là tập của tưởng. Thế nào là nhận biết sự chấm dứt của tưởng? Biết xúc chấm dứt là biết tưởng chấm dứt. Như vậy là nhận biết về sự chấm dứt của tưởng. Thế nào là nhận biết con đường tu tập là chấm dứt tưởng? Đó là biết về tám con đường. Biết rõ từ chánh kiến đến chánh định, đó là tám. Như vậy là biết con đường tu tập là chấm dứt tưởng. Thế nào là nhận biết về vị của tưởng? Nghĩa là tưởng làm nhân duyên phát sinh ra vui thấp. Như vậy là nhận biết về vị của tưởng. Thế nào là nhận biết về sự vận hành của tưởng? Nghĩa là nhận biết về các pháp là vô thường, chấm dứt, khổ, lưu chuyển. Như vậy là nhận biết về sự vận hành của tưởng. Thế nào là nhận biết về con đường xả ly của tưởng? Đó là dục tham của tưởng. Có thể giải trừ dục tham của tưởng, có thể đoạn dứt dục tham của tưởng, có thể vượt qua. Như vậy là nhận biết về con đường xả ly của tưởng. Thế nào là nhận biết về hành? Sinh tử đó là nhận biết sáu hành nơi thân, nhãn xúc sinh ra hành, nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc sinh ra hành. Như vậy là nhận biết về hành. Thế nào là nhận biết về tập của hành? Tập của xúc là tập của hành. Thế nào là nhận biết về sự chấm dứt của hành? Biết xúc chấm dứt là biết hành chấm dứt. Thế nào là nhận biết con đường tu tập để chấm dứt hành? Đó là tám hành, tám chánh đạo, từ chánh kiến đến chánh định là tám. Như vậy là biết con đường tu tập để chấm dứt hành. Thế nào là nhận biết về vị của hành? Đó là nhận biết nghĩa là hành là nhân duyên sinh ra duy thích. Như vậy là nhận biết về vị của hành. Thế nào là nhận biết về sự vận hành của hành? Tất cả pháp hành là vô thường, hoại diệt, khổ, lưu chuyển.
Như vậy là nhận biết về sự vận hành của hành. Thế nào là biết xa lìa khỏi hành? Nghĩa là đoạn trừ tham dục của hành, vượt qua tham dục của hành. Như vậy là nhận biết con đường xa lìa của hành. Thế nào là nhận biết sáu thức thuộc thân? Nhãn xúc sinh ra thức, nhĩ tỷ thị thân, ý xúc sinh ra thức. Như vậy là nhận biết về thức. Thế nào là tập của thức? Tập của mạng, tự, danh sắc là tập của thức. Như vậy là nhận biết về tập của thức. Thế nào là nhận biết về sự chấm dứt của thức? Biết sự chấm dứt mạng, tự là chấm dứt thức. Đó là sự tận diệt của thức. Thế nào là nhận biết con đường tu tập để chấm dứt thức? Đó là tám hành, từ chánh kiến đến chánh định là tám. Như vậy là biết rõ như thật và con đường tu tập chấm dứt thức. Thế nào là nhận biết vị của thức? Biết thức là nhân duyên sinh ra hỷ lạc. Như vậy là nhận biết về vị của thức. Thế nào là nhận biết về sự vận hành của thức? Nhận biết về thức là chấm dứt, là khổ, là lưu chuyển. Như vậy là nhận biết về sự vận chuyển của thức. Thế nào là nhận biết con đường xa lìa của thức? Dục tham có thể thay đổi, dục tham có thể đoạn trừ, có thể vượt qua. Như vậy là nhận biết về con đường xuất ly của thức. Như vậy tỳ kheo phải nhận biết rõ về bảy xứ. Thế nào là bảy? Một là sắc, hai là tập của sắc, ba là tận của sắc, bốn là đạo. Đó là con đường tu tập để chấm dứt. Năm là vị, sáu là khổ, bảy là yếu. Con đường xuất ly thế nào là biết qua ba quán. Cũng có bảy vị, từ năm ấm thành sáu nhập. Một là quán thân là sắc, hai là quán năm ấm, ba là quán sáu nhập, cho nên gọi là ba quán. Tôi theo hiểu rõ bảy xứ, quán rõ theo ba cách, không lâu sẽ đi sâu vào đạo, đoạn trừ được kết sở, không có kết sở, ý được giải thoát, phát sinh trí tuệ, theo đạo giải thoát cho đất tất cả, giúp các lộ, đạo đoạn sinh tử, hành động tự tại, không trở lại sinh tử, cho đất đạo quả. Phật giảng nói như vậy, các tỳ kheo đều hoan hỷ, phụng hành.